Ủa anh Hùng, hôm qua mới gửi một khoai lang mà sao bữa nay khoai lang xuống màu hết trơn rồi nè. Ủa, hôm qua tôi nhớ đẹp ngon lắm mà ta. Dì bà ở ngoài chợ bán nói là khoai lang Nhật đó bảo đảm ngọt luôn, nhưng mà có hơi là nhỏ xíu thôi. Thì khoai lang Nhật thì ngon là phải rồi, nhưng mà không biết làm sao đợt này mua chắc là do không có xuất khẩu được á, cho nên là bà con dừng lại cái việc chăm sóc rồi. Trời ơi, cái việc vận chuyển từ địa phương này qua địa phương khác đã khó rồi, nói gì xuất khẩu của cô ơi. Mà tôi nghe đâu là đợt này bà con nông dân xuống giống vụ mới là theo cái quy định, quy trình xuất khẩu khắt khe cực kỳ luôn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với bà con trong bản tin ngày hôm nay, cùng với nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Xoài ở Đồng Tháp đã có đường ra, nhưng giá làm người trồng không vui. Nông dân ở Tiền Giang thành công khi dám mạnh dạn bỏ khóm cải tạo đất phèn, trồng giống cây lấy nước ngọt trong gieo. Không chủ động nguồn nước, đất lúa được chuyển thành đất trồng khoai đem lại thành công. Cá hồi là loài cá sống chủ yếu trong môi trường với khí hậu lạnh. Đố Quỳnh Như chứ ở nước ta biết địa phương nào nuôi cá hồi không? Thì biết chứ anh Nông Hùng, ở nước ta thì có nuôi cá hồi nhiều nhất là ở Sapa và Lào Cai. Chúng sống ở độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển đó. Đúng rồi, thưa bà con, nổi tiếng là cá có nhiều dinh dưỡng nhất, vậy mà cũng đang mất giá liên tục. Người nuôi giờ cũng chẳng ham tái đầu tư nuôi nữa. Nhiều hộ nuôi cho biết, trước dịch, giá cá hồi bán tại ao nuôi trên 200.000 đồng một ký, thì nay chỉ còn 130.000 đồng một ký. Bắt đầu từ tháng 5, các tỉnh miền Bắc giãn cách xã hội là cá này khó tiêu thụ. Trước đây nhà hàng đặt mua nhiều, rồi bỏ mối trong siêu thị, nhưng nay xe khó lưu thông nên hàng ùn ứ. So với năm ngoái, sản lượng bán ra năm nay được các thương lái cho biết chậm hẳn. Nếu năm ngoái mỗi ngày bán vài tấn, thì năm nay số lượng chỉ khoảng vài tạ. Có hộ giảm nuôi mà cũng có hộ ngưng hẳn khi dịch ập đến bởi chi phí chăm sóc tăng cao, trong khi cá này nếu đến thời điểm có trứng phải xuất bán, không chúng đẻ trứng xong sẽ chết. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sapa, Lào Cai, cả huyện có 14 trang trại lớn, vài chục dựa nuôi nhỏ, nhưng không ai lui tới khiến người nuôi lâm vào cảnh khó khăn. Không đến nỗi tắt đường tiêu thụ như cá hồi, người trồng xoài ở tỉnh Đồng Tháp vẫn có thương lái tới thu mua, nhưng có điều là giá hơi thấp. Một số nhà vườn ở thị trấn Mỹ Thọ và Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh cho biết là nhiều diện tích xoài, chủ yếu là xoài cắt chu, đến thời điểm thu hoạch như năm trước vẫn còn đường xuất khẩu, năm nay chỉ bán lẻ cho thương lái, nhưng khi nghe báo giá thì ai nấy đều thất vọng tràn trề. Ông Nguyễn Văn Bằng, ngụ ở khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh cho biết, gia đình vừa bán hơn 2 tấn xoài cát chu, thương lái đến tận vườn thu mua xoài cát chu loại 1 từ 250 gram một trái trở lên và không bị đếm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu mà bán với giá 14.000 đồng, còn loại 2 thì thấp hơn nhiều. Giá này đều thấp hơn so với các năm trước, nhưng sau khi trừ chi phí thì cũng có lợi chút đỉnh. Những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc xử lý xoài ra hoa nghịch vụ nhằm tránh tình trạng được mùa rớt giá. Hiện nay thu hoạch trái vụ nhưng giá xoài thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang, đất phèn quanh năm nên bà con nơi đây chỉ chuyên canh trồng khóm là nhiều, có muốn đổi cây trồng khác cũng khó nữa. Vậy mà ở đây đã có một nông dân mạnh dạn tìm hướng đi mới khi cải tạo hơn 8 hecta để mà trồng dừa xiêm lùng Mã Lai, thu về tiền tỷ mỗi năm. Ngán trồng khóm với giá bán bấp bênh, ông Lê Chí Thanh ở xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cải tạo trang trại trồng dừa xiêm lùng Mã Lai. Vườn dừa của ông thuộc loại lớn nhất ở địa phương đất phèn đỏ quạch này. Vì là dùng đất phèn mặn nên việc cải tạo đất để trồng dừa Mã Lai nhọc công hơn. Tận dụng liếp khóm cũ, ông Thanh đã đào hố rồi rải vôi cho phân hữu cơ vào trước khi đặt cây dừa xiêm lùng xuống. Rồi ông cho lắp đặt hệ thống tưới tự động trong vườn. Ông quan tâm xử lý phòng chống bọ cánh cứng, sâu bệnh hại dừa định kỳ hàng tháng. Dù Tân Phước là dùng đất phèn chuyên canh trồng khóm, nhưng khi trồng dừa Mã Lai, cây phát triển rất tốt, có vỏ mỏng, gáo to, nước ngọt thơm. Thị trường giải khát của tỉnh thành phía Nam rất ưa chuộng nên lúc nào cũng tiêu thụ dễ dàng. Giá trị kinh tế cao hơn hẳn các giống dừa khác.
giá dừa chỉ cần ở mức thấp 50.000 đồng một chục là người trồng đã có lời. Trung bình mỗi tháng, vườn dừa của ông cho thu hoạch một lần. Trong các tháng cao điểm mùa mưa, mật độ thu hoạch dày hơn, 2 tháng thu hoạch 3 đợt trái. Trung bình mỗi tháng, ông thu được khoảng 80 triệu đồng từ vườn dừa Mã Lai này. Thời gian qua, dù dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản các loại, nhưng theo ông Thanh, giá dừa tại đồng bằng sông Cửu Long không biến động. Để chủ động sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nông dân thời nay không chịu bó gối ngồi yên mà tìm đến loại cây trồng có thể thích ứng với diện tích đất dù có xấu cỡ nào. Và sau đây là loại cây trồng được người dân Đắk Lắk thay thế thành công. Nhờ chủ động tuyên truyền ngay từ đầu vụ, nên một số diện tích lúa thường xuyên bị hạn trước đây đã được nông dân trong tỉnh chuyển đổi sang trồng khoai lang xuất khẩu. Trước dịch bùng phát lần thứ tư, nông dân trồng khoai ở đây thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi hecta. Việc chuyển đổi đất trồng lúa không chủ động nguồn nước sang trồng khoai lang xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giúp nông dân giảm rủi ro mất mùa do thiếu nước vào cuối vụ. Hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất cũng tăng lên rõ rệt. Khoai lang là cây lương thực đứng hàng thứ 7 thế giới sau lúa mì, lúa nước, bắp, khoai tây, lúa mạch, khoai mì. Mà tính ra thì khoai cũng sử dụng được làm nhiều thứ, có thể là làm thức ăn cho gia súc, rượu cồn, bánh kẹo vân vân. Và gần đây thì còn được nghiên cứu để mà làm màng phủ sinh học nữa. Nhiều công dụng quá ha, mà cũng đa dạng giống nữa. Nhưng mà có giá trị nhất là khoai lang Nhật, khoai Nguyên Như. Đúng là như vậy, bởi vậy mà bà con ở Vĩnh Long đã trồng chuyên canh lớn lắm. Nghe bà con chia sẻ thì trồng khoai không khó, nhưng mà đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu thì cần phải tham khảo nhiều điều. Đặc điểm của khoai lang Nhật là thân to, ít phân cành và có màu tím, khả năng sinh trưởng phát triển mạnh. Thời gian sinh trưởng ngắn từ 105 đến 120 ngày, năng suất từ 9 đến 12 tấn một hecta. Loại khoai này được trồng quanh năm, thích hợp nhất là vào tháng 2 đến tháng 3 hoặc tháng 8 hàng năm. Ưu điểm so với giống khoai lang địa phương là có thể trồng ở bất cứ vùng đất nào, chất lượng củ cũng dẻo, thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao. Bà con có thể tận dụng giống ở vụ đầu tiên, vụ sau sử dụng dây khoai trồng tiếp. Nhưng việc tận dụng này chỉ nên áp dụng 3 vụ, tránh bị thoái hóa năng suất kém. Hai loại sâu bệnh chính hoành hành đó là sùng non và bọ cánh cứng. Còn các loại sâu bệnh khác chỉ gây hại cục bộ, ít làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Để hạn chế, chúng ta cần chú ý trồng luân canh khoai, lúa, màu và bắp. Không trồng liên tiếp nhiều vụ khoai lang trên một nền đất sẽ hạn chế sự tấn công của sùng. Để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, bà con cần liên kết với nhau thành vùng chuyên canh, trồng theo tiêu chuẩn sạch, an toàn. Trước nhất, phải thay đổi cách làm cũ, chịu khó làm quen việc ghi chép sổ sách, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Dù theo danh mục thuốc cho phép lưu hành, chỉ ưu tiên các sản phẩm thuốc sinh học. Nếu đem so sánh đầu ra của khoai lang Nhật thì khá ổn định hơn so với các giống khoai khác. Vâng, và nếu trồng theo đúng quy trình sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, sẽ thu được với giá cao gấp 2-3 lần ngoài thị trường, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Cuối chương trình hôm nay là tiết mục Đố vui nhà nông. Chúng tôi xin được nhắc lại câu hỏi tuần trước. Có một loại cây dại cho trái mà nhiều người ít ăn. Vậy mà bất ngờ khi sang nước ngoài lại là trái quý, bày bán sang chảnh ở nhiều nước như Canada, Đức, Úc. Đó chính là trái bần. Đáp án chính xác là câu C. Xin chúc mừng khán giả nhận quà từ chương trình. Khán giả Quỳnh Giang Ba, xã Phú Khánh, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Khán giả Bùi Quang Thạch, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khán giả Trần Thị Kim Khoa, phường Khương Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Còn bây giờ là câu hỏi kỳ này. Trong phần trước của chương trình có nhắc đến vùng đất phèn quanh năm ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trước đây chỉ chuyên canh trồng khóm, nhưng có một nông dân mạnh dạn tìm hướng đi mới. Ông cải tạo đất trồng cây gì? A. Khoai lang. B. Dừa Mã Lai. C. Xoài. Bà con muốn tham gia chương trình soạn tin nhắn theo cú pháp họ tên, địa chỉ, đáp án và gửi về số điện thoại 0293-6299-399. Thời lượng bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại bà con trong khung giờ này ngày mai.